Tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 3 ngày 21 tháng 12 năm 2021 với chủ đề tuổi thân cẩn trọng trong mần ăn. Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 3 ngày 21 tháng 12 năm 2021 cho biết tuổi thân không thấy hạnh phúc khi ở bên người bạn từng nghĩ sẽ yêu thương trọn đời. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tuổi Tý, tình duyên. Tuổi Tý thật sự rất hoang mang, không biết mình và người ấy có đến với nhau được hay không. Công việc, vì tin người nên tuổi Tý rất dễ bị người ta lợi dụng. Về tài chính, tình hình tài chính của bạn tương đối ổn định, không có gì phải lo lắng nhé. Cẩn trọng, tử vi hàng ngày 12 con giáp ngày 21 tháng 12 năm 2021 cho biết đừng vội tin những người mới quen. Con số may mắn số 2, số 5, màu sắc may mắn màu tím, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thân, giờ tốt 5 giờ. Tuổi Sửu, tình duyên. Bạn nên cân nhắc giữa việc tin hay không tin lời người ấy nói nhé. Có vẻ họ đang giấu giếm bạn điều gì rất kinh khủng đấy. Công việc, hôm nay bạn được mọi người giúp đỡ rất nhiều trong công việc, đừng quên trả ơn họ nhé. Tài chính, cung tài được đặn nên bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn việc kinh doanh. Cẩn trọng, đừng tỏ ra mình là người mạnh mẽ vì vỏ bọc của bạn cũng sớm lộ ra mà thôi. Con số may mắn số 10, số 11, màu sắc may mắn màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thìn, giờ tốt 7 giờ. Tuổi Dần, tử vi ngày 21 tháng 12 năm 2021 cho biết tình duyên. Bạn bè của bạn là những người am hiểu pháp luật nên bạn có chuyện gì họ sẽ giúp ngay. Về công việc, công việc của tuổi Dần tương đối rắc rối, bạn đang vướng phải nhiều sự vụ vô cùng phức tạp. Tài chính chưa được ổn định nên con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi nhé. Cẩn trọng, tử vi 12 con giáp tuổi Dần không nên tin lời những người bạn mới quen. Con số may mắn số 6, số 9, màu sắc may mắn màu nâu, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, giờ tốt 12 giờ. Tuổi Mão, tình duyên. Chỉ có sự xuất hiện của người mới mà làm đảo lộn hết cuộc sống trong gia đình bạn. Công việc, thời gian này bạn hãy cố gắng chờ cơ hội để bứt phá thay vì chỉ biết chăm chăm đến việc nghỉ ngơi. Tài chính, bạn đang là trụ cột gia đình, tài chính là gánh nặng vô cùng lớn với bạn. Cẩn trọng, con giáp này trong ngày nên cẩn thận lời ra tiếng vào với người ấy. Con số may mắn số 14, số 32, màu sắc may mắn màu trắng, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Tý, giờ tốt 9 giờ. Tuổi Thìn, tình duyên. Tuổi Thìn không thấy hạnh phúc khi ở bên người mà trước đây bạn từng nghĩ rằng sẽ yêu thương trọn đời. Công việc, trong công việc tuổi Thìn đang mắc phải nhiều sai lầm, bạn biết bản thân đã hại đồng nghiệp mất việc. Tài chính, không phải cần quá mức cẩn trọng với người trong gia đình về tài chính. Cẩn trọng, tuổi Thìn cần phải cảnh giác với chuyện mà mình đang gặp phải trong ngày. Con số may mắn số 12, số 19, màu sắc may mắn màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Ngọ, giờ tốt 14 giờ. Tuổi Tý, tình duyên. Tuổi Tỵ luôn muốn tình duyên thuận lợi, nhưng bạn lại không thể biết rằng những ngày gần đây mình đang vướng phải chuyện tình tai ba. Công việc, tử vi cho thấy người tuổi Tỵ đang vướng phải một số tranh chấp trong công việc và khó có thể giải quyết được. Về tài chính, đừng vay nợ
khi bạn không có khả năng chi trả nhé. Cẩn trọng, tuổi Tỵ không nên kết bạn với những người tuổi Dần. Con số may mắn số 22, số 24, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Sửu, giờ tốt 10 giờ. Tuổi Ngọ, tình duyên. Đối với tuổi Ngọ, trong ngày bạn sẽ có những cảm xúc rất tiêu cực ảnh hưởng đến người kia. Công việc, sự nghiệp có phần không thuận lợi do thương quan đè nén và vây hãm cuộc sống của bạn. Về tài chính, vấn đề tài chính của con giáp này khá bấp bênh vì công việc không thuận lợi. Cẩn trọng, hãy nghỉ ngơi, thời gian này bạn đã làm việc quá sức. Con số may mắn số 3, số 6, màu sắc may mắn màu xanh, màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mão, giờ tốt 11 giờ. Tuổi Mùi, tình duyên. Trong ngày tuổi Mùi đang mất quá nhiều thời gian giải quyết những thói trăng hoa của người bạn đời. Công việc của bạn dạo này khởi sắc rất nhiều. Gần đây bạn đang có nhiều ý tưởng hay cho phần công việc sắp tới. Tài chính, bạn kiếm được vào khoảng cuối năm nên đang chi tiêu khá mạnh tay cho một số khoản. Cẩn trọng, tuổi Mùi hãy cẩn trọng với những lời ngọt ngào của đồng nghiệp khi họ dụ dỗ bạn làm gì đó. Con số may mắn số 20, số 22, màu sắc may mắn màu cam, màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mùi, giờ tốt 16 giờ. Tuổi Thân, tình duyên. Tuổi Thân, trong ngày bạn được mọi người trong gia đình ủng hộ chuyện tình cảm, bạn rất có thể sẽ đi đến hôn nhân. Về công việc, đừng vội trách ai nếu họ không giúp đỡ bạn trong công việc nhé, vì họ còn phải lo cho họ nữa mà. Về tài chính, tình hình tài chính có khởi sắc nhưng không cao. Cẩn trọng, tử vi ngày 21 tháng 12 năm 2021 đối với tuổi Thân, bạn không nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Hợi. Con số may mắn số 12, số 29, màu sắc may mắn màu tím, màu đen. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Ngọ, giờ tốt 15 giờ. Tuổi Dậu, tình duyên. Tuổi Dậu không được tốt về con đường tài lộc, nhưng cung đào hoa chiếu nên sẽ có nhiều người theo đuổi trong ngày. Công việc, bạn không nên tin vào người tuổi Thân vì họ có ý định kết thân với bạn trong công việc. Tài chính, một số người khác vay tiền, con giáp này không có khả năng chi trả. Cẩn thận, hãy cẩn trọng với số tiền bạn đang có nhé. Con số may mắn số 1, số 6, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Mão, giờ tốt 8 giờ. Tuổi Tuất, tình duyên. Tuổi Tuất trong ngày chỉ vì bạn tin tưởng vào đối phương rất nhiều nên mới bị họ lừa. Công việc của tuổi Tuất có lẽ không được thuận lợi nhưng cũng không tệ như bạn đã nghĩ đâu. Tài chính, kiếm tiền đối với bạn lúc này rất khó khăn, hãy giữ tiền cẩn thận nhé. Cẩn trọng, tuổi Tuất không nên làm bạn với những người tuổi Mão. Con số may mắn số 17, số 25, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tỵ, giờ tốt 9 giờ. Tuổi Hợi, tình duyên. Tuổi Hợi đang rất mất thời gian vì phải dỗ dành người ấy quá nhiều do tính khó chịu của họ. Công việc, trong ngày sẽ phải kiên nhẫn hơn với những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Tài chính, con giáp này quá thông minh khi bạn biết chủ động những khoản chi tiêu của mình. Cẩn trọng, tuổi Hợi không nên hợp tác làm ăn với người khác giới. Con số may mắn, số 24, số 26, màu sắc may mắn, màu xanh, màu cam. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, giờ tốt, 18 giờ. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 3 ngày 21 tháng 12 năm 2021. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng chia sẻ, comment
cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.